Một người tình nhỏ như em đâu mong được gì, đến với anh em nào muốn gì. Một người tình nhỏ như em như vì sao lẻ loi, không thể thắp lên cả bầu trời u tối. Một người tình nhỏ như em đâu mong là gì, giữa những ngổn ngang cuộc đời anh. Một người tình nhỏ như em không thể níu chân anh, em chỉ làm được một điều là yêu anh hết thân em. Một người tình nhỏ như em không thể níu chân anh, em chỉ làm được một điều là yêu hết thân. Mai gần xong chưa? Chưa, định lên trước đi. Có cần anh phụ gì không? À, anh bưng mấy cái này giúp em nha. Anh cười hoài vậy? Tại lâu rồi cả nhà mới dịp ăn cùng nhau, tự nhiên thấy ấm lòng. Cảm ơn em. Xong hết rồi, mọi người ăn cơm nha. Ừ, ngày mai. Anh. Cảm ơn em. Mai. Bảo An không chịu ngồi ăn chung với mình đâu. Mình có chừa đồ ăn cho anh ấy rồi. Lát nữa anh sẽ xuống ăn sau. Ừ. Mời cả nhà ăn cơm. Ừ, cả nhà ăn cơm. Anh Đình, lấy chén đổ giùm tôi đi. Nhanh. À. Thôi, mời cả nhà ăn cơm. Cũng lâu rồi không có dịp ngồi ăn cùng nhau. An Đình. Nguyên cái bàn này, con nấu món nào vậy? Đình, Đình chạy lên lầu xem giúp Mai coi làm gì mà bảo nó khóc dữ vậy? Ờ, Đình biết rồi. Ờ, Mai, chị Mai làm mấy món còn lại giúp Đình nha. Ừ. Ờ, vớt cái này ra hết giùm Đình nha. Ừ, nhanh nhanh nha. Cô ở nhà tôi, tất nhiên là tôi sẽ không thu tiền nhà cô rồi. Nhưng mà từ ngày mai, đồ ăn thức uống của tôi á, phiền cô nấu giùm. Tôi không quen ăn những thứ không sạch sẽ.
Vậy suốt 4 năm qua anh ăn cái gì? Thấy ghét được chứ. Thôi, kệ anh ấy đi. Ngày mai phiền định nấu đồ ăn cho anh ấy giùm mình. Vô đi. Có chuyện gì? Ngày mai anh muốn ăn cái gì tôi nấu. Với cả khẩu vị của anh sao nữa. Tôi thích ăn cay, ghét ăn đồ ngọt. Mà nè, lần sau á, nếu mà anh muốn nói chuyện riêng với tôi á, thì anh cứ kêu tôi ra nói chuyện thôi. Anh đâu có cần phải nói trước mặt Mai vậy đâu. Tôi với Mai là bạn thân nữa. Anh nói gì tôi khó xử lắm biết không? Cô tới đây trách tội tôi hả? Không phải, nhưng mà... Nói nghe nè. Cô thấy hai cái này cái nào đẹp hơn? Cái này. Ok. Ủa anh định đi đâu hả? Ừ, đi tiền. À, cô về phòng chuẩn bị đi. Lấy nó đi cùng tôi. Tại sao? Tôi phải đi chung với anh. Mà cô có bộ đồ nào ra hồn không vậy? Đừng có làm mắc mặt tôi nha. Nè, anh coi thường tôi quá rồi đó nha. Tối nay tôi sẽ lột xác cho anh coi. Cô có 30 phút để chuẩn bị. Dư sức. Cái này kẻ mắt hay kẻ mày vậy ta? Đình. Xong chưa? Hả? Xong chưa? Từ từ đợi một chút. An Đình. Từ từ. Phải lấy chiếc đầm quý giá đó ra bận mới được. Hôm nay tôi sẽ cho anh thấy tôi xinh đẹp như thế nào. Mới vừa thấy tôi, anh sặc nước là sao? Ý anh là gì? An Đình, hồi nãy tôi nói rất là rõ với cô, hôm nay đi tiệc, không phải đi biển. Anh tự đi một mình đi, tôi không đi nữa đâu. Cô bận như thế này không phải là không đẹp, mà là không phù hợp. Tiệc tối nay được tổ chức trong karaoke mà. Tôi không có phù hợp với mấy cái tiệc đó. Không thèm đi với anh nữa. Lúc nãy ăn cơm á, tôi để ý là cô ăn không có được ngon miệng. Định bụng rủ cô ra ngoài, tìm chút gì đó ăn, rồi sẵn tiện của bạn tôi chơi luôn. Nhưng mà giờ cô không chịu đi. Thì thôi. Nhưng mà tôi không có gì để bận hết á. Tôi dẫn cô đi mua được mà. Bây giờ thay cái này ra đi. Tẩy trang cái mặt này luôn. Tôi ra ngoài đợi nha. Nhanh á. Ở con đường này nổi tiếng bán đồ mắt luôn á. Ở đây không phải là bán đồ mắt, mà ở đây là có thương hiệu hẳn hoi, có nhà thiết kế đàng hoàng nên giá thành nó cao một chút cũng đúng. Đi.
tôi đâu cần đồ hiệu đâu. Bảo An, hay là tôi với anh đi qua Phạm Nhân 2 đi. Chỗ Phạm Nhân 2 bán mấy đồ trang gì đầy luôn á. An Định, tôi không có thời gian đôi co với cô. Tại cô mà tôi trễ nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Giờ cô muốn làm sao? Một quá là ngoan ngoãn theo tôi vô đó mua đồ. Còn hai là tôi lột hết đồ cô ra, cô đi bộ tới bữa tiệc. Ok, đi. Thử đi. Trời, Bảo An, cái này tới. Được á, lấy quần này đi. Để tôi chút. Thôi, khỏi thay. Bận gì đi luôn đi, trễ rồi. Dạ, em vừa lấy đồ cho chị ạ. Quăng đi. Sao lại quăng? Cảm ơn. An Đình, lần sau mà làm cho tôi mất mặt nữa, tôi nhất định sẽ lột đồ của cô. Tôi chuyện nên tới trễ. Ai đây? Ủa, hôm nay mày không mời vợ mới cưới của mày tới chơi hả? Thôi, cho tao xin đi. Lâu lâu mới được sống chuồng, tự nhiên lâu tới đây làm chi? Mạnh miệng đó. Nè, tới trễ, phạt, uống đi, mỗi người một ly. Sao vậy? Uống nổi hả? Nhờ cô ấy bên cạnh uống giùm kìa. Không cần, tao uống được. Mày được lắm. Bảo An, mày ghê. Không bận cái đầm Messi lúc nãy, thấy Bảo An mà không cản mình, chắc mình thành trò cười cho mọi người rồi. Thôi, kể đi em. Qua đây ngồi nè. Dạ. Em, đến đây chú em. Ngồi đi em. Cô em tên gì? Dạ, em tên An Đình. Ừ, anh là Minh Kha, bạn thân của Bảo An. Ờ. Sao? Xỉn rồi hả? Xỉn gì? Mày mời tao tới ăn tiệc, tao chưa kịp ăn gì hết, mày bắt tao đi mời rượu nguyên vòng. Mày nghĩ có sai sẩm không? Vậy rồi lát hồi tao thả ngựa chiến vô, cưỡi nổi không? Thả thử đi rồi biết. Đại ca ơi. Ừ, tao qua tiếp bạn chiến nha. Thôi,
cưỡi ngựa là cái gì vậy? Tí đâu con sẽ biết. Thôi, bạn của anh cũng là trên gai luôn hả? Nhìn anh cũng đẹp trai quá ha. Ê mà đẹp trai vậy chắc có bạn gái rồi ha. Hoan, ảnh có bạn gái chưa vậy? Mà bạn gái anh xinh không? Hoan, tôi hỏi sao anh không trả lời? Cô đói không? Cô lấy gì đó cho cô ăn ha. Có một điều kiện. Điều kiện gì? Ăn xong thì ngậm miệng lại. Cô mà còn hỏi linh tinh nữa, tôi sẽ lập tức lột đồ cô ngay tại chỗ. Ăn đi. Nghe nói dạo này học kinh doanh hả? Học tới đâu rồi? Không phải đam mê nên hơi khó, nhưng mà không sao, ngày trả thù sẽ đến nhanh thôi. Tao không ủng hộ việc mày trả thù, nhưng mà cũng không ngăn cản mày. Mày làm gì nghĩ sao mày cảm thấy vui là được rồi. Lấy rượu đi. Ăn bên kia kìa, tự đi lấy đi. Nè, con bé nó cũng vậy đó nha. Tiếc là chỉ thích hợp với trang trí thôi. Buổi chiến tới rồi. Bữa nay đúng gu mày thích luôn nha. Phiền chị trả chỗ cho em. Chị ơi, chị đi được chưa chị ơi? Ôi, mà đang nhận. Nè, cô em ghen hả? Em dặn là đồng ý đó nha. Cấm của em nói hả? Ai cấm cô nói? Em sợ bị bảo an lột đồ. Đây bàn gọi họp gấp hả? Minh Kha, hôm nay anh dám lương lẹo với tôi, để coi một lát tôi bẻ cổ anh ra là sao nha. Còn cái tên bảo an nữa, hôm nay tôi phải lột da anh ra tôi mới hả giận. Bạn tôi tới chưa? Dễ thương quá. Anh thích. Cậu An, cứ ngày hôm nay tôi không đi với anh, anh cũng ôm gái rồi nhún nhún nhảy nhảy vậy hả? Cô chưa gì đã muốn quản tôi. Tôi đâu có ý quản anh đâu. Nhưng mà nếu mà tôi có bạn trai như anh á, bảo đảm luôn, tôi sẽ lột da, cắt tay cắt chân của anh. Bây giờ thì tôi hiểu lý do tại sao cô không có bạn trai rồi. Thôi, gu người yêu của anh là gì vậy? Tất nhiên là phải thông minh, xinh đẹp, uống từ tốn, ngủ không có được ngáy to, không có được gác tay gác chân lung tung, biết nấu ăn, chăm sóc tốt cho tôi.
tuyệt đối là không bao giờ được lừa dối và phản bội tôi. Hay là anh hạ chỉ tiêu xuống xíu được không? Ví dụ như bỏ cái gác chân nè, cái ăn, cái nghe to. Cô muốn là bạn gái của tôi hả? Chồng yêu, sao đi chơi không rủ em vậy? Anh không thương em hả? Vì về nhà em muốn thế nào cũng được. Ở đây cho anh một chút xíu thể diện đi được không em? Mình à, em không có đùa với súng được đâu em. Mau bỏ ra đi em. Tại sao anh nói với em anh đi với đại bàng mà đại bàng son phấn chân già dữ vậy anh? Tại Minh à. Ngồi im. Anh xin lỗi, anh sai rồi. Em không có đùa, em cũng không cần lời xin lỗi của anh. Từ giờ về sau chồng đi đâu nhớ đưa em theo là được, không nói xạo em nữa. Anh thề từ nay về sau đi đâu anh cũng sẽ mang em theo, tuyệt đối sẽ không nói xạo em nữa. Mau lấy súng ra đi em. Ngoan á cục cưng. Ủa, ôi xin chào phó chủ tịch Bảo An. Tôi cũng có một bất ngờ dành cho anh đây. Vô đi. Chiều nay cơn mưa ngoài kia dẫn lối, con tim càng thêm rối bời. Ta đang sao chơi giữa nhìn nhau, giờ sao khi không còn nghe tiếng nói? Bao nhiêu niềm vui mất rồi, ai đang chờ hay nói? Anh đã coi đó là giấc mơ chưa? Em đã từng hỏi mình mất nhau chưa? Ta vẫn còn đó lời hứa khi xưa, những ngày cùng nhau dạo dưới cơn mưa. Người ta là ai? Chung nhau ngày sau này ai biết? Là những phút giây ngắn ngủi qua nhân đôi khi ta còn không biết mọi thứ sẽ cùng. Được hiện tại không có nhau nhiều, vẫn thầm ôm nỗi tiếc đau thương trong tim khư khư. Cuối cùng ai trong ta sẽ buông ai trong cơn mưa? Chiều nay cơn mưa ngoài kia dẫn lối, cô đơn càng thêm rối bời. Ta đang dạo chơi giữa những